Tặng quá thì không biết giải quyết như nào ấy. Gặp em thì giờ xem đúng là mình giải quyết như nào. Bây giờ anh chỉ để anh có miệng vợ anh hoặc là anh giải thích rõ ràng thôi, anh không nói giải thích sao. Anh giải thích thì là chỉ bạn bè bình thường, kiểu quen em gái ở công ty thôi, kiểu coi như kiểu em gái thôi. Chỉ có vậy mà. Đấy, thế nhưng vợ anh có tin đâu, cứ bảo anh bồ bịch này kia có gì đấy với em nên. Thì bỏ ngoài là bỏ ngoại thì hôm ăn mới Tết mà giận giận đùng đùng cái là kéo vali về ngoại luôn. Không để anh giải thích thì căng nhỉ. Chào mọi người nhá. Thì đầu xuân năm mới thì em Tâm xin được gửi tới toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe này, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng này, phát tài phát lộc. Đấy. Thì một năm qua thì em Tâm xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả khách hàng mà đã luôn tin tưởng và ủng hộ đồng hành cùng với lại em Tâm. Thì hôm nay là ngày đầu xuân năm mới thì em Tâm xin được gửi đến tất cả những quý khách hàng, những người đã tin tưởng và sử dụng những sản phẩm của em Tâm đã kinh doanh. Thì hôm nay em Tâm xin được gọi là lì xì đầu xuân cho những khách hàng gọi là đã tin tưởng và những sử dụng những cái sản phẩm mật ong nhung hiêu và muối ngâm chân thảo dược. Thì hôm nay em Tâm xin được khuyến mại đặc biệt. Đấy, lì xì tri ân những khách hàng đầu năm mới, đó là những ai mà mua hai sản phẩm mật ong nhung hiêu trở lên. Đấy, như hai sản phẩm này thì em Tâm xin được tặng thêm một sản phẩm, một lọ nữa. Đấy là mua hai tặng một thành ba, miễn phí ship mọi người nhá. Đây là gọi là khuyến mại lì xì đầu xuân thôi, chứ không phải là lúc nào cũng có những cái khuyến mại này dành cho khách hàng đâu mọi người nhá. Hôm nay chỉ có những ngày đầu xuân thì em Tâm mở bán này, em Tâm xin được gửi cái gọi là cái lì xì may mắn này cho khách hàng. Với lại vào mua 3 lọ muối ngâm chân thảo dược này thì em Tâm xin được tặng thêm 2 gói trà mát gan tiêu độc. Đấy, đấy là những cái khuyến mại đặc biệt. Và nếu mà những người nào mà mua từ 4 sản phẩm mật ong, 3 sản phẩm mật ong nhung hiêu trở lên thì em Tâm xin được tặng, nếu mà 2 lọ này thì em Tâm sẽ tặng 1 lọ này. Và mua 3 lọ này thì em Tâm sẽ tặng 1 lọ này và tặng kèm một lọ muối ngâm chân thảo dược này nữa. Đấy, thì cái khuyến mại này và cái ấy này thì chỉ áp dụng cho những khách hàng nào đầu tiên của năm mới mọi người nhá. Chứ em Tâm không áp dụng cái khuyến mại này nó dài dài đâu mọi người nhá. Em Tâm chỉ khuyến mại đặc biệt cho những ngày đầu xuân năm mới thôi. Coi như là lì xì và tri ân đến những khách hàng nào đã luôn tin tưởng và ủng hộ em Tâm trong một năm vừa qua. Thì em Tâm xin nói lại cái công dụng của mật ong nhung hiêu, đó là bồi bổ cơ thể này, tăng cường sức khỏe này. Đấy, giúp trẻ con thì còi xương chậm lớn này, uống vào thì sẽ tăng cân này, phát triển này. Và những người nào mà suy nhược cơ thể đấy, người gầy muốn tăng cân thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm mật ong nhung hiêu này mọi người nhá. Thì hoàn toàn là từ tự nhiên mọi người nhá, rất tốt cho sức khỏe. Còn cái sản phẩm muối ngâm chân này thì nó sẽ có công dụng là trị hôi chân này, tê bì, đau nhức xương khớp này, lạnh chân tay, mất ngủ này, tốt cho những người, nhất là những người trung tuổi vào thời tiết mùa đông lạnh ở ngoài miền Bắc ấy, thì mọi người nên sử dụng đấy, hoặc là mua tặng cho bố mẹ ông bà mình để sử dụng thì gần như là nó sẽ rất hiệu quả cái việc đào thải độc tố này, rồi là giúp cho cái bệnh mất ngủ, rồi là tê bì chân tay là sẽ khỏi mọi người nhá. Đây thì cái liệu trình của nó 3 lọ này em Tâm đang bán là 360.000, được miễn phí ship và được tặng 2 gói trà mát gan tiêu độc này. Mỗi gói trà này là trị giá 50.000. Đấy, đây là cái khuyến mại cho mọi người. Và hai cái sản phẩm mật ong nhung hiêu này, mọi người mua đơn hàng 2 lọ mật ong nhung hiêu này trị giá 700.000, được miễn phí ship và được tặng thêm một lọ nữa. Đấy là thành 3 lọ. Bình thường là em trước đây là em Tâm bán 2 lọ này là 730.000, nhưng hôm nay em Tâm bán 700.000 miễn phí ship và tặng một lọ nữa. Đấy là cái khuyến mại đặc biệt, coi như là lì xì đầu xuân năm mới cho những khách hàng nào đầu tiên mở hàng ủng hộ em Tâm. Thì em Tâm xin được gửi đến cái may mắn đấy cho những khách hàng đầu tiên. Thì xin cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ em Tâm suốt quãng thời gian vừa qua. Đấy, chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Vợ nghe thấy thì giận bỏ về quê ngoại hôm 30 Tết rồi. Thế sao?
đấy thì anh nói chuyện xong tự nhiên người vợ đi giật quần áo gì ấy nghe được cái bây giờ mọi chuyện nối qua anh mới ra nhà vợ chúc Tết thì bố vợ thì bình thường anh nhưng mà bà thì không tin đợi đùa anh về đấy thì chồng thì lại giống như ở nhà em thế mà em bảo mãi anh cho mình xuôi ấy. Nên là kiểu bây giờ anh bảo anh một anh em lại rồi chắc em nghe được kêu gì mình gọi ấy. Mọi chuyện căng thẳng quá thì không biết giải quyết như nào ấy. Gặp em thì giờ xem đúng là mình giải quyết như nào. Bây giờ anh chỉ để anh có nhịn vợ anh hoặc là anh giải thích rõ ràng thôi, không phải giải thích tạm. Anh giải thích thì là chỉ bạn bè bình thường kiểu quen em gái ở công ty thôi, kiểu coi như kiểu em gái thôi. Chỉ có vậy thôi mà. Đấy thế nhưng vợ anh có tin đâu là cứ bảo anh bồ bịch này kia có gì đấy với em nên thì bỏ ngoại là bỏ ngoại thì hôm 20 Tết mà giận đùng đùng cái là kéo vali về ngoại luôn không để anh giải thích thì căng nhỉ. Nên giờ mọi chuyện lại căng ra giờ muốn em giải thích thì nào anh em mình có hướng giải quyết thì em gặp được vợ anh tốt từ là chuyện của anh ấy. Chuyện bây giờ anh cứ về anh nói vợ anh đi xem rồi anh bảo gì xong rồi nếu mà không nghe thì bảo em anh xin lỗi không được vợ cứ kiểu căng thẳng quá cứ nghĩ bồ bịch nhưng mà bây giờ em đến nhà anh một mình cũng ấy cơ cũng kiểu khó xử cơ giờ thì vợ anh vừa rồi anh thấy kiểu mọi người cũng làm căng mà mọi người nhà em làm căng là bỏ về quê rồi chưa biết hôm nào vợ anh về đây giờ thì sắp đẻ rồi ấy. Để lại giờ không biết làm nào nên chỉ cậu em bây giờ cứ để vợ ở đấy một vài ngày xong rồi xem như nào rồi đi xuống đấy xem vợ nó có xuôi không nó nghe không rồi thì tính tiếp chứ chắc hôm nào anh phải ra anh bảo em xuống gặp thì làm sao được đúng không chắc nào anh phải ra về quê ngoại thì xin lỗi vợ này kia thì giải thích lại phát nữa xem thế nào chứ vợ sắp đẻ rồi nên anh mới lo ấy. Bây giờ giải thích mà quan trọng người ta nghe không, người ta quan trọng không? Là có tin hiểu cho mình không. Ừ. Anh mà một chuyện thì hiểu lầm rồi. Cứ nghĩ anh bồ bịch với em. Chứ bây giờ bảo em xuống nữa thì lại bảo em thông đồng với anh ra đúng không? Giờ anh em về nhà chồng rồi khó. Giờ lại gặp nhau hôm nay lại gặp nhau ai mà mình thấy vậy này. Ừ. Đấy lại chuyện mình này kia. Ừ. Mọi chuyện lại phức tạp đi. Đúng như nghe trước cái tâm đấy. Ừ. Nói mãi anh tâm mình nghe. Gọi là bây giờ kiểu mình cứ xuôi ấy. Không mệt lắm. Thế nào không về nhà chồng vẫn ổn thì. Vẫn vậy mà. Chịu khó ăn uống mà. Thì vẫn ăn mà. Mẹ chồng có đối xử tốt không? Có. Những kiểu chăm bẵm gì. Chúc không phải làm gì nữa. Thế được rồi. Giờ anh bị mọi chuyện đến rối ran mà. Cũng tưởng Tết lại vừa về sao bây giờ bỏ về. Đấy, từ hôm nghe được anh em mình nói chuyện đây à, vợ anh giận dỗi là bỏ về luôn. Anh mới chúc Tết được đấy về hôm qua. Nói chuyện gì anh? Ra gặp mạch anh lúc là nói xa xả mặt anh cũng cập bồ bịch này kia không tin tưởng ấy. Hôm sau anh sao chúc Tết bà còn đuổi anh về. Đấy. Không nhưng mà căn bản bây giờ đang bầu, khó tính gì. Bầu thì sắp đẻ rồi, không biết thế nào rồi. Thôi cứ để 1-2 hôm nữa xem như nào. Xuôi xong có gì gọi điện cho em chắc. Hoặc là anh phải ra đấy thì xin lỗi thằng kia. Ừ. Xem có kêu vãn là tình hình không. Bây giờ sắp đẻ rồi anh lo. Ra đấy trước đi xem như nào xong rồi gọi điện cho em. Ừ. Xong nếu mà thấy căng quá thì em thu xếp. Ừ. Nhưng mà chắc em cũng không đi mình đâu. Đi mình vậy nha anh về đi không giờ hãy nhìn thấy em mình nói chuyện cách việc là có gì liên lạc nhá anh về nhá. Ừ.